Hello, có Vách Thương Channel Start đây không? Và từ game đầu tiên thì mình sẽ chơi Forest Motor, xin được nhớ. Ok. Go. Wow, ở đây đang bị đóng cửa rồi. Chiếc xe của mình thì chưa khởi động được. Và tựa game tiếp theo, xin đi đâu, Survival. Let's go. Ông ta đang đi hướng này. Đây có một con dao. Freeze the map.
Friends of Friends. Friends of Hamas. Breach the prison loose. Ok, ở đây các bạn sẽ phải giải cứu cậu thanh niên đi cùng các bạn thoát khỏi chiếc mũ sắt. Và mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Tựa game nào đây? Xin hear few. Ok. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ đi tìm chiếc máy bay giấy này. Khi gặp Xin Hia thì các bạn sẽ phi chiếc máy bay này thì các bạn sẽ được cứu thoát một mạng. Và các bạn càng tìm nhiều chiếc máy bay giấy thì các bạn càng có cơ hội sống sót càng cao. Sau đó thì mình sẽ đi ra ngoài. Ở đây thì mình có hai cơ hội sống sót. Sao để đi con đường nào hợp lý nhất, tránh những tình trạng các bạn sẽ đi vào những con đường ngõ cụt. Khi đó các bạn sẽ phải quay lại và các bạn sẽ phải nhớ đường để không bị đi sai một lần nữa. Ok. Câu hỏi đầu tiên. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải trả lời tất cả 3 câu hỏi. Và trong mỗi câu hỏi thì sẽ có những cái trả lời khác nhau. Và khi đó thì các bạn sẽ đủ những 3 câu hỏi này. Các bạn sẽ đến điểm đích cuối cùng. Và đó thì các bạn sẽ hoàn thành được chapter 1. Chapter 2 của tựa game này thì cũng giống như chapter 1. Đó là các bạn cũng ở trong ngôi nhà vừa rồi và đi ra ngoài khu vườn này. Nhưng mỗi một ngôi nhà thì sẽ có một câu hỏi khác nhau. Và nó khác với chapter 1. Đó là những câu hỏi này nó không giống nhau một tí nào. Ok. Và các bạn sẽ phải đi tìm kiếm ngôi nhà tiếp theo. Vâng, anh chàng này đã phát hiện ra mình lần thứ 2. Và khi phát hiện lần thứ 3, các bạn không còn chiếc máy bay giấy này thì các bạn sẽ bị ông ta bắt ngay. Các bạn có chạy như thế nào đi chăng nữa thì ông ta vẫn có thể bắt được các bạn khi các bạn không còn chiếc máy bay giấy này. Ok, rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Tựa game thứ 4. Thank you.
Level line. Level 10. Okay. Các bạn sẽ phải sống sót trong này. Tôi còn suy nghĩ đấy cơ. Oh my god, bắn xin hiệu móng ta không gì. Wow. Xin hiểu ông ta không việc gì một tí nào luôn. Wow, oh my god. Ok, và từ game tiếp theo. Xin hiểu SCB. Đọc vào lên Reason. Vào trong ngôi làng này để tìm kiếm những món đồ để sửa chiếc xe. Thank you.
rồi sau đó tiếp tục các bạn sẽ vào và tìm kiếm tiếp những món đồ tiếp theo để sửa chiếc xe này, và cuối cùng thì sẽ thoát khỏi thành phố này, một thành phố có sinh viên ông ta đang ở trong này, và ông ta sẽ săn đồ các bạn. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Thu thập cái món đồ ông ta kia rồi, có gì các bạn sẽ tiêu diệt ông ta. Ok, vào thì cần đi theo. Mình sẽ lên trên này xem có gì không. Oh my god. Wow, lại rồi. Oh my god, wow, đằng sau luôn, wow.